Công ty Than Nam Mẫu hiện là một trong những đơn vị có diện khai thác than hầm lò khó khăn nhất trong tập đoàn. Nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, công ty Than Nam Mẫu bám sát chỉ đạo của tập đoàn, nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Công ty Than Nam Mẫu là một trong những đơn vị sản xuất than hầm lò chủ lực của tập đoàn. Hiện nay diện sản xuất của công ty đang ở mức trừ 50 mét. Theo lộ trình khai thác, công ty đang thực hiện xuống sâu mức trừ 200 mét. Trung bình mỗi năm, tập đoàn giao cho công ty khai thác hơn 2 triệu tấn than. Năm 2023, tập đoàn giao công ty khai thác 2,2 triệu tấn than. Công ty hiện có 17 phân xưởng khai thác và đào lò. Thời gian gần đây, công ty phải đối mặt với không ít khó khăn về điều kiện sản xuất. Các lò chợ thường xuyên, khấu cắt đá ảnh hưởng đến năng suất lao động. Đa số lò chợ khai thác than có diện sản xuất ngắn, vỉa than mỏng, vì vậy số lần chuyển diện tương đối nhiều. Riêng năm 2022, công ty phải chuyển diện 16 lần đối với lò chợ giá khung và lò chợ khấu, gây gián đoạn đến sản xuất và năng suất lao động của công ty. Trong khi đó, diện sản xuất xuống sâu tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn lao động. Bên cạnh đó, công ty còn gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động hầm lò, đáp ứng cho sản xuất. Theo lãnh đạo công ty Than Nam Mẫu, để tháo gỡ dần khó khăn, đơn vị tập trung xén sửa các đường lò, để nhanh tiến độ đào lò, phục vụ sản xuất đầu tư các tuyến rời lò phục vụ vận chuyển người và thiết bị lò chợ khai thác 2, vỉa 9 và tời lò ngầm mức cộng 125m xuống trừ 150m. Giải pháp này nhằm giảm cung độ đi bộ, tăng thời gian làm việc hữu ích cho người lao động. Giai đoạn 2023-2025, sau khi có giấy phép gia hạn khai thác phần lò bằng, công ty tập trung khai thác mức cộng 125m đến cộng 200m với sản lượng năm 2023 là 50.000 tấn. Đồng thời, đào xén lò chuẩn bị khai thác cho những năm tiếp theo. Dự kiến năm 2024, sản lượng khu vực khai thác phần lò bằng đạt 150.000 tấn. Đối với phần lò giếng, công ty đẩy mạnh công tác đào lò xuống sâu mức trừ 50m đến 200m. Dự kiến năm 2025, công ty sẽ nối thông các lò thông gió vận tải chính mức trừ 200m. Giai đoạn 2026-2028, hoàn thiện sân ga hầm chạm mức trừ 200m, đồng thời đào lò khoanh vùng diện khai thác. Dự kiến năm 2025, ra than tầng trừ 50m đến trừ 200m. Những công trình hạng mục này sẽ giúp công ty than Nam Mẫu nâng công suất sản lượng khai thác than trong thời gian tới.